Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 261, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bên khác Tả tiểu đa đi theo vị thủy lão này, một mạch bay về phía trước. Cơ bản là thủy lão bay rồi mang hắn theo. Vù một tiếng lập tức xé rách không gian. Tiếp theo, mang theo tả tiểu đa một bước bước ra. Tu vi của tả tiểu đa không đến, còn cách xa không thể xé rách không gian. Đừng nói chỉ là xé rách không gian để đi đường. Nhưng hắn vẫn biết nguyên lý và độ khó của việc xé rách không gian. Mà cũng chính vì biết, nên trong lòng càng không thể tránh khỏi cảm thấy mơ hồ. Đây cuối cùng là đang đi về phía Nhật Nguyệt Quang hay là đang đi về hướng khác. Dùng loại thủ đoạn xe đách không gian vượt qua lệ thường này để đi đường, đối với tả tiểu đa mà nói, cái gọi là cảm giác phương vị phương hướng chính là cây rắm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Liên tục xe đách không gian như vậy ba lần Lúc này hai người đang dấn thân vào bên trong một sân cốc có băng tuyết trắng xóa. Xung quanh đều là đỉnh núi cao vút trong mây có lớp tuyết động không biết bao nhiêu năm. Tạ tiểu huynh đệ, một đường đồng hành hôm nay cũng là một phần nhân duyên. Thủy lão chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lão phù cũng không có gì khác có thể đem ra được. Chỉ có một thân tu vi cũng không có tệ. Quà loa một chút muốn luyện tập với tiểu huynh đệ một phen. Cảm ơn Thủy Lão đã chỉ điểm. Tả Tiểu Đa càng thêm chắc chắn trong lòng, đây nhất định là một vị cao nhân ẩn thế. Tu vi thông thiên triệt địa này không hề tầm thường. Bây giờ chịu chỉ điểm cho mình, đó là thiên đại tạo hóa của bản thân mình. Vậy thì còn chờ gì? Bất luận hắn là đại lão của vu minh hay đạo minh Trước tiên ta thăng cấp cho bản thân cái đã, rồi nói tiếp. Sự tồn tại cường đại như thế chắc là rất lâu sau này ta cũng sẽ không phải là đối thủ của người ta. Hiện nay ta thiếu phần nhân quả nhân tình này, sau này nhớ kỹ trả hết là được rồi. Thủy lão tiền bối, mời. Tả tiểu đa không thấy mảy may chần chừ lật tay liền sách ra cửu cửu miêu miêu trùy vào thời khắc này khẳng định là không thể nào dấu dốt nếu như xuất kiếm sau khi kết thúc rèn luyện người ta chỉ bảo một chút về kiếm thuật sau đó lập tức kết thúc rèn luyện thì phải làm sao cho nên ngay tại lúc này phải nhất định dùng sở trường giỏi nhất đầu tiên là loại bản lĩnh cực kỳ cực kỳ được quý trọng sau khi bản thân đột phá quy huyền cũng chưa từng thật sự tập luyện qua lần đối chiến cùng với ma tộc ngoài thời gian ngắn ngủi ra, thì còn có lúc căng cơ bất ổn kia, tâm cảnh có điểm thiếu sót. Kết quả củng cố căng cơ của bản thân không thể nói là không có, nhưng cũng không được nhiều. Bây giờ là thực chiến khó có được sau khi đã lắng động rất lâu. Với đối thủ trước mặt này, tin là có thể đảm bảo mãi mãi ngang tài ngang sức với bản thân bản thân nhờ đối thủ này có thể hoàn toàn triệt để mà dũa một chút chiến lực sau khi tăng vọt vụ một tiếng triển khai xong chùy hai vận hào quang một trắng một đen reo hò bay vọt vào trong một cái chớp mắt này ánh mắt của thủy lão phía đối diện lộ ra sự kinh ngạc dày đặc thậm chí còn có vài phần chấn động chuyện gì đây lần trước lúc nhìn thấy đôi chùy này thì rõ ràng chỉ là binh khí bình thường nhiều lắm là chỉ sử dụng chất liệu khác biệt có thể được xem là sát khí chiến trường chỉ như vậy mà thôi nhưng bây giờ nhìn thấy đôi chùy này bỗng đã có được linh khí trở thành thần khí hơn nữa không phải là một cái khí linh mà là hai cái hơn nữa còn không phải chỉ là hai khí linh bình thường mà là hai khí linh một âm một dương một cương một nhu rõ ràng chính là tiên thiên thần vật đỉnh cao đây là xảy ra chuyện gì chứ cuối cùng thì trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết chị thấy tả tiểu đa hai tay cầm chùi chia hai bên trái phải lập tức có hai tia sáng một trắng một đen lách thân lướt nhanh chớp mắt quang cảnh đã tạo thành vòng sáng xen kẽ trắng đen khi xong chùi còn chưa chân chính dùng triển khai áp dụng hình thức chiêu pháp mà khí tràn đã lộ ra âm dương tương dung kết hợp cương nhu sớm hơn một bước. Là loại đẳng cấp đại năng giả như thủy lão, nhân vật siêu cấp đã tu dưỡng tâm tính đến đỉnh cao tuyệt đối. Khi nhìn thấy loại tình huống này cũng không nhịn được co giật khóe miệng. Vậy mà yêu nghiệt đến mức đến cả ông đây cũng không dám tin. Đến đi! Thủy lão không còn chấp hai tay sau lưng nữa mà hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc hai tay lên hình thành hình thức đối địch song trưởng một trước một sau. Để cẩn thận hơn, trước tiên vẫn nên nâng tu vi của mình lên phi thiên cảnh giới để đánh tên ranh con này. Trải qua lần đối chiến khi trước, Thủy lão vẫn rất có lĩnh hội, nếu thực lực chỉ dừng ở cùng cấp bậc thì sợ rằng thật sự không thể làm gì được tên nhóc con này. Chưa trải chiến sự, Tả Tiểu Đa đã cảm nhận được áp lực to lớn đập vào mặt mình nhất thời không nhịn được hét to một tiếng chùy chùy tay trái có chút động đậy xẹt qua một vòng cung cực kỳ nhỏ bé nhưng ngay lúc hành động thì có một cơn gió lốc kéo theo đánh sang giống như sấm chớp nghe được chữ chùy này sắc mặt của thủy lão trở nên dao động trong lúc nhất thời cảm thấy không thể cười nổi xem ra sau khi tên ranh con này tìm thấy người lao động miễn phí của bản thân mình nên muốn diễn luyện toàn bộ chùy pháp một lần sau từ chùy bắt đầu rồi chỉ là cái chùy kia chùy 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 một mực đến các loại chùy mà bản thân hắn tu luyện đây là muốn nện liên tục lên người ông đây hơn vạn chùy hay sao đúng thật là không có một chút khách khí thật sự không cảm thấy phiền phức không chừa lại chỗ trống nào bắt đầu cuộc chiến Tả Tiểu Đa vừa mới ra tay đã hóa thân thành một cơn gió lốc vội vàng bay lên. Một thanh đại chùy cùng với sấm sét kinh thiên động địa ngang tàn đánh xuống, ra tay chính là toàn lực. Ánh mắt của Thủy Lão trở nên ngưng trọng, lật tay một cái dầm chạp như vực sâu không có bất cứ tiếng động nào. Một chút cũng không yếu hơn cử cử miêu miêu chùy. Một tiếng vang nặng nề, một chùy uy thế kinh người xu thế vô địch. Thế lực ập đến lập tức tiêu tàng. Tả Tiểu Đa lại có một loại cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Loại quán tính trôi chảy mà chùy mang đến kia, thế mà lại bị đánh vỡ một cách dứt khoát. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên trong lòng, ngẩn đầu nhìn lên, trong ánh mắt đều là chấn kinh. Thật sự là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống như này. Lại có thể có người dùng tay không hoàn toàn ngăn chặn thế của cụ củ cũ củ, miêu miêu trùy tình thế hơn nữa còn tiêu mất. Nhưng hắn ngoài bị chặn bởi tầm mắt to lớn của cửu cửu miêu miêu trì Dưới chân thủy lão còn gặp một chút buông lỏng Toàn bộ thân hình bị lực đạo lớn mạnh nện đến mức phải trượt về sau một tấc Thủy lão cũng không có nhìn được ồ lên một tiếng Sức mạnh của tên ranh con này Tả chùy thế công sắc bén Tâm tình chiến đấu của tả tiểu đa không giảm Rống to một tiếng chùy bên tay phải cũng theo đó rơi xuống uy thế của chùy này mạnh mẽ hơn chùy trước đó một bậc. Mà tâm cảnh đối chiến của hai bên lúc này cũng đã khác biệt, trong lòng tự mình chấn kinh. Cái mà tả tiểu đa kinh ngạc, thực lực tu vi mà đối phương phát huy ra chẳng qua chỉ là cấp độ phi thiên. Loài cấp độ này bản thân đã đánh qua không ít, nhưng vị thủy lão trước mặt này lại có thể chỉ dựa vào tay không như vậy, hời hợt đón nhận một chùy mà mình đã dùng toàn lực. Quả nhiên là cường giả phi thường, bản thân không chỉ có đẳng cấp công lực tu vi cao tới mức đáng sợ, kỹ năng nắm bắt cũng kỳ diệu đến đỉnh cao, siêu phàm nhập thánh. Lúc tả tiểu đa ở ngự thần, ở thành Bạch Sơn là đã có thể vượt cấp chiến đấu cùng tu giả phi thiên. Đây chính là diệt sát, không phải chỉ dừng ở một hai người. Bây giờ tiến thăng đến quy huyền chị nghĩ là bản thân diệt sát tu giả phi thiên chẳng qua là chuyện bình thường. Chính là loại khi đối đầu cùng cường giả hợp đạo cũng có thể thông dong ứng phó. Mà lúc này đây, tu vi của đối phương thật sự cũng chỉ bằng phi thiên. Tay không đón nhận đài chùy của mình, không thấy một chút thua kém. Thật sự là khó có thể tưởng. Còn cái mà Thủy Lão chấn kinh trong lòng là tu vi khiến người khác kinh hãi của tả tiểu Đà chỉ mới là chuyện thứ nhất mà đã khiến cho thủy lão cảm thấy khó chịu rồi có lẽ nên nói là không giống với bình thường lần này so với lần trước hắn nhìn thấy tả tiểu đa cũng chưa được lâu đương nhiên là tự cảm thấy mình biết rất rõ trình độ của tả tiểu đa mà đánh giá tả tiểu đa trình độ tương đương đều là dùng tiến bộ con đường ở thời điểm đó để nhận định đánh giá thậm chí là trình độ ra tay cũng là dùng cấp độ thực lực của giai đoạn kia tăng trưởng tương ứng. Pháp môn ứng đối của Thủy Lão một mặt là xuất phát từ sự hiểu biết đối với chiêu pháp của Tả Tử Đa, một mặt khác là biến tấu suy diễn chiêu pháp của bản thân hắn. Chiêu pháp theo thói quen vốn có của hắn là mở ra khép lại, mạnh mẽ quyết liệt không gì sánh được. Mà biến tấu của lúc này lại sâu lắng như vực sâu, không chút rung động. Thực chất bên trong những thứ này chính là diễn dịch khác biệt nước vô hình có thể giống như trường gian mở cống, tràn trề không gì có thể chống đỡ nổi. Thế lực không thể nào ngăn, cũng có thể là trâu đất xuống biển, hờ hững không chút gần sóng, một hạt bụi nhỏ cũng không bay nổi. Mà trùy thứ nhất lúc nãy xem ra vẫn là con đường trùy pháp do bản thân sáng lập. Ưng ừ đối đương nhiên như bàn tay điều khiển ngón tay, hạ bút thành văn. Nhưng mà đợi đến thực sự tiếp xúc, hắn bất ngờ phát hiện ra thay đổi lực đạo trong đó bỗng chốc có thay đổi mới. Vốn dĩ là sóng cuồng ngập trời, con đường ngang tàn quét sạch một mạch, tàn phá bừa bãi bay thẳng. Vậy mà lại trở nên âm dương tương trợ, thủy hỏa tương đồng. Nhật Nguyệt cường chiếu sáng, sinh tử gắn bó. Thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của người sáng tạo ra chiêu thức này là thủy lão. Mặc dù khi thủy lão ứng phó vẫn không khó xử lắm, cuối cùng vẫn chỉ là dùng nhiều hơn một phần sức lực mà thôi. Dưới chân cũng chỉ có chút sức lực mạnh chảy qua, hơi lui lại một tấc. Ngược lại là có chút môn đạo A. À. Thủy lão này hiển nhiên chính là hồng thủy đại vu Bởi vì các hành động từ tìm đường chết trước đó của tả tiểu đa, dẫn đến cả địa giới vô minh đều đang truy nã truy sát hắn. Có thể nói là hành động của các phía dùng bất cứ thủ đoạn nào đến cả thủ đoạn ngăn chặn hoàn toàn tín điện liên lạc của vương Minh với thế giới bên ngoài cũng đã được dùng. Loại tình huống này đương nhiên khiến cho Hồng Thủy Đại Vu vô cùng bất an. Nếu như chuyện này phát sinh trước khi xuất hiện Thái Tử Học Cung, cho dù Tả Tiểu Đa có danh phận là con nuôi của mình, nhưng loại chuyện toàn bộ Đại Lục Vô Minh bàn vây giết chết này, như nào thì Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ không nhúng tay. Sống chết đều do số trời. Nếu người đã đến thì phải chấp nhận hậu quả, thật sự bị người khác giết chết, cũng chỉ có thể nói là vận khí của người không tốt, thực lực không đủ, không giỏi hơn người khác. Ngược lại, người khác bị người giết, chẳng qua cũng chỉ là mạnh thắng yếu thua, quy luật sinh tồn trên chiến trường mà thôi, không có gì đáng nói, cũng không có bất cứ ai phải làm bảo mẫu của người. Nhưng mà từ sau chuyện cô thái tử học cung, tư tưởng của hồng thủy đại vu có thể nói là xuất hiện thay đổi về mặt cơ bản cường địch khó lòng địch nổi sắp trở về rồi ba đại lục thực chất đều suy nhược như vậy dùng cái gì để đối kháng đây trước mắt mà nói kế hoạch nuôi sâu độc nơi biên cương đã là cực hạn rồi đối với chiến sự sau này tác dụng có thể phát huy là tương đối có hạn đối với toàn dân vu minh vây quét tả tiểu đa nhưng lại có hạn chế của nhân tình lệnh. Hồng Thủy Đại Vu hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận vây quét này sẽ xuất hiện tình trạng thảm liệt cỡ nào. tu vi của con nuôi mình như thế nào, Hồng Thủy Đại Vu tự xưng có thể nắm chắc hơn bất cứ ai. Với trình độ thiên hồn mộng yểm trùy của tên ranh con này và nội tình thực lực vượt xa người khác gấp mấy trăm lần, còn có thể lực gần như không biết mệt mỏi. Hồng Thủy Đại Vu nhận thức được rõ ràng, cho dù cuối cùng chiến dịch này có thể thành công giết chết tả tiểu đa nhưng tổn thất của vu minh đương nhiên cũng sẽ vô cùng nặng nề nói không chừng võ giả tương đối xuất sắc của vu minh mang hai cấp độ ngự thần và quy huyền có thể sẽ bị một mình tả tiểu đa diệt sạch một nửa có thể còn hơn đây không phải là chuyện không có khả năng mà gần như là tình huống chắc chắn xuất hiện tại thời điểm trước mắt như này đột nhiên tổn thất nhiều lực lượng dự bị như thế thật sự chính là cách làm ngu dốt nhất là băng minh đại vu sau khi ra khỏi rừng rậm ma linh chuyện đầu tiên chính là gọi cho hồng thủy đại vu lão đại lão đại ta nói cho người biết một tin tức tốt chắc chắn ngươi sẽ muốn nghe có gì thì nói màu con nuôi kia của ngươi kìa trong lúc bị bọn ta truy sát hiện nay đã đột phá quy huyền rồi khi đối đầu với tu giả đỉnh cao thiên tài phi thiên cũng sẽ không rơi vào thế yếu quả nhiên là cao minh đôi chuyện kia đánh một cái phải gọi là ghiền luôn rừng rậm ma linh bị một mình hắn đánh ra một đường cao tốc tám làng xe chạy đều là máu tươi đầy đủ hơn một ngàn cây số nghe được tin tức bùng nổ như này trong lúc nhất thời hồng thủy đại vu cũng không biết cuối cùng trong lòng là có cảm giác gì băng minh đại vu còn đang đứng đó liên thuyền quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Mặc dù đứa con trai nuôi này không quan hệ máu mũi với người, nhưng hắn sử dụng truy pháp của người rất tốt, khiến người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Những phi thiên cảnh bình thường, căn bản không có chịu nổi vài trùy của hắn, chỉ e là sức mạnh có thể sánh ngang với tu giả hợp đạo. Đáng tiếc, nếu tên tiểu tử kia là con ruột của người thì hay biết mấy. Hồng Thủy Đại Vu không nói tiếng nào, đã thẳng tay cúp máy tên băng minh này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Khi nghe hắn nói chuyện nghiêm chỉnh nên nhanh chóng cúp máy trước. Nếu để hắn tiếp tục nói không biết còn có thể nói ra cái thứ chó má gì. Câu cuối cùng rồi đã bắt đầu nói hư nói vượng. Nhưng cuộc điện thoại này cũng làm cho Hồng Thủy Đại Vu hiểu ra không thể tiếp tục truy sát. Hiện nay, tả tiểu đa đã đột phá quy huyền không những phi thiên bình thường đã không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả cường giả đỉnh phi thiên dần dần cũng không làm gì được. Với con mắt tinh tường của băng minh, cho dù những lời nhận xét của băng minh có chỗ thiên vị, nhưng chắc cũng không sai lệch nhiều. Sức chiến đấu tổng hợp của tả tiểu đa phải được tính toán dựa trên sức chiến đấu thật sự của phi thiên, thậm chí sức chiến đấu còn thuộc dạng cao hơn cả thiên tài phi thiên trung dài đối mặt quái thai có sức chiến đấu tổng hợp như vậy vẫn theo sự hạn chế của nhân tình lệnh khiến cho quy huyền trong phần thân lệnh của vu minh từng người từng người tự bạo chỉ có chịu chết uổng chưa khó mà đạt hiệu quả tiêu diệt được mục tiêu hồng thủy đại vu đương nhiên không thể quên được chuyện trong tay tiểu tử kia còn có việc không tháp chính mình tự tay gia trì tổng hợp những điều ở trên có thể thấy sau khi tu vi của tiểu tử này vượt qua cảnh giới đột phá có thể nói đã trở nên bất bại cuộc truy sát này chắc chắn không thể tiếp tục nhận thấy điều đó hồng thủy đại vu phải nhanh chóng đuổi tới hay là nhanh chóng thả những con thần thú này đi không để chúng tiếp tục giữ võ dương oai ở chỗ này với năng lực của hắn thêm việc đã biết đại khái vị trí hiện nay của tả tiểu đa bây giờ tìm được tả tiểu đa là một việc quá dễ dàng chính vì vậy mới có một màn ngăn chặn tả tiểu đa ở ngay cánh đồng hoang vu dầm ba câu lập tức mang theo tả tiểu đa rời đi hồng thủy đại vu hoàn toàn không để tâm đến việc lệ trường thiên đang đuổi theo trên không mặc dù thực lực của lệ trường thiên không thua kém gì với đám người vu minh băng minh không độc nhưng tu vi vẫn kém hơn rất nhiều so với một người đã trực tiếp đột phá tu vi như hồng thủy đại vu tu vi của hắn hoàn toàn không thể sánh bằng thậm chí cho dù hắn bất chấp tất cả tự bạo, thì cũng không gây uy hiếp lớn gì cho Hồng Thủy Đại Vương. Chỉ là sâu kiến thấp bé yếu ớt, không đáng để quan tâm. Hồng Thủy Đại Vương cảm thấy rất khinh thường. Nếu không nghĩ đến con gái, con rể, các cháu của người, thì đã trực tiếp đánh một búa cho người thành nhân bánh sủi cảo. Người đường đường là đỉnh phong cường giả của nhân tộc tinh hồn, không có việc gì là chạy đến vận đất vu minh bọn ta đó không phải là hành động khiêu khích sao. Lão tử không giết chết người là nể mặt người rồi. Tiền tay phá vỡ một cái không gian, ngăn tên tiểu tử kia ở ngoài. Liên tục xé rách không gian, sớm đã mang theo tả tiểu đa đến một nơi vô cùng bí mật. Ta vốn là muốn rèn luyện, mà dũa, chỉ bảo hắn đôi chút, sau đó đưa tên nhóc xui xẻo này về đại lục tinh hồn. Về sau, nếu muốn làm loạn, thì cũng nên làm loạn ở đạo minh dù xảy ra đại chiến với yêu tộc, ta cũng không trông mong vào đám đạo minh có thể làm ra trò trống gì. Người đi qua, sợ là bị dập cho nát bét. Nhưng khi thật sự giao chiến cùng tả tiểu đà, Hồng Thủy Đại Vu vô cùng kinh ngạc. Chiêu pháp của tiểu tử, tử này vẫn giống y đúc những chiêu pháp của hắn. Mặc dù cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng đã đạt đến trình độ vô cùng nhuận nhuyễn, hạ bút thành văn, nhưng cái này chỉ cần thông qua quá trình dày công tu luyện, không ngừng tích lũy kinh nghiệm mà thành, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng phương thức bên trong những chư pháp hắn sử dụng mới thật sự khiến cho người khác không ngờ được. Hồng Thủy Đại Vua mơ hồ cảm nhận cái kia lại là một thứ rất có ích, rất có giá trị với mình. Giống như cách vận hành sức mạnh lạ kỳ của hắn. Hoặc đây chính là phương hướng bản thân hắn luôn tìm kiếm nhưng vẫn luôn không tìm ra cảm giác này lập tức khiến hồng thủy đại vu phấn chấn một đôi bàn tay bay lên bay xuống đứng thẳng sừng sững không lùi yên lặng không một tiếng động không thấy gần sóng đánh với tả tiểu đa chính xác chính là yên lặng không một tiếng động hồng thủy đại vu muốn che giấu thân phận mình nên đã sớm có ý định thay đổi chư pháp phương thức tấn công cũng khác trước rất nhiều nhân cơ hội giao đấu với tả tiểu đa Đơn thuần chỉ muốn phá bỏ thế tấn công của đối phương, dù cho các đường đi nước bước của Tả Tiểu Đa không ngừng thay đổi, nhưng Hồng Thủy Đại Vu đều có thể nắm rõ trong lòng, có thể từng bước từng bước vượt lên phía trước. Giao thủ chỉ được mấy chiêu, Tả Tiểu Đa đã phục sát đất, người này vô cùng giỏi, hắn không thể vượt hơn, hắn phục rồi. Thực lực tu vi của thủy lão trước mặt này đã làm cho những hiểu biết của hắn đối với võ học được nâng lên một tầm cao mới. Trên đời này lại có một người tài giỏi như vậy sao? Chỉ dùng tay không đấu với thần khí mà đã có thể phát huy ra thực lực như vậy rồi. Nhưng người này vậy mà chỉ cao hơn bản thân hắn một vai thật không thể tưởng. Hiện tại cử cử miêu miêu trùy của hắn đã đạt đến trình độ nào? Ngay cả chính bản thân tả tiểu đa cũng không thể tưởng ra được. Cộng thêm sự trợ giúp của tiểu bạch và tiểu tử tả tiểu đa đoán sức lực mỗi chùy được đánh ra ít nhất cũng phải có mấy triệu phần sức mạnh nếu toàn lực ném đi mạng theo uy lực mấy trăm triệu sức mạnh cũng không phải là không thể nhưng mà đối phương lại dùng tay không mạnh mẽ chặn từng chùy từng chùy nửa bước cũng không lùi ngược lại bản thân hắn bị phản lực làm cho bàn tay chấn động tới mức có chút tê dại tả tiểu đa sao có thể ngờ thủ pháp mà hồng thủy đại vu đang dùng đã triệt để tiêu hết các đòn của đối phương, nhưng cũng chỉ làm bớt được một phần lực phản chấn mà thôi. Nếu là đấu bình thường, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì thua. Tình huống của hắn sẽ chỉ càng thêm thảm bại mà thôi. Nhưng điều khiến cho tả tiểu đa càng kinh ngạc hơn là người thủy lão trước mặt này vừa đánh vừa phê bình và chỉ dẫn cho hắn. Đường trùy này của ngươi đi rất tốt, rất thuần thuộc nhưng lúc người sử dụng đài chùy quá mức tự nhiên, thế nên lúc chuyển động quá mức thuần thục. Tả Tiểu Đa thở hổn hển kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ thuần thục là không tốt sao?" "Tất nhiên, thuần thục là không có vấn đề, nhưng vận dụng chiêu pháp cần vận dụng sao cho phù hợp, không nhất định phải quá thuần thục, mà phù hợp với tình trạng trước mắt mới là tốt nhất." Nói về người của hiện nay đi, chính là thiếu khuyết một loại thế, mỗi một duy đều có thế riêng. Cho dù trong âm thanh đánh nhau nặng nề ác liệt thì tiếng nói của Hồng Thủy Đại Vu vẫn có thể truyền vào trong tay của Tả Tử Đa một cách rõ ràng. Mỗi một duy đều phải có thế, đó là thế gì? Loại thế này chính là mỗi một duy đều có một quy luật riêng, xen lẫn với những nhận thức độc đáo riêng trộn lẫn với ý răng đe kẻ thù. Chùy còn chưa vung, đối phương đã bị khí thế làm cho chấn động, sau đó xuất chùy chắc chắn sẽ chết. Nói theo nghĩa đơn giản nhất, đó là bây giờ lúc người chiến đấu, người khác sẽ chỉ nói bộ chùy pháp của người rất lợi hại, mạnh như thế nào, nhưng đã có ai từng nói với người chùy nào của người mạnh sắc bén như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Ta nói như vậy, người có hiểu không? một bộ chùy pháp và một chùy là khác nhau lúc này không có ai ở bên cạnh nên hồng thủy đại vu cũng không còn kiên dè dạ. nhưng mang những gì mình đã học những giác ngộ của mình với chùy pháp hắn không chút dấu diếm chỉ bảo cho tả tiểu đa hiểu một chút người phải biết rằng mỗi một chùy đánh ra đều phải độc lập tạo thành chiêu bản chất của thuần thục không có sự xung đột với mỗi chùy mang một phong cách riêng cho dù ngươi vô tình để lộ sơ hở chỉ cần thế truyền vẫn còn thì uy lực vẫn còn kẻ địch cũng khó có thể lợi dụng sơ hở công kích lại ngươi bởi trong lòng họ đó không phải là sơ hở mà chính là cái bẫy giống như dòng nước trăm nhánh sông hợp lại thành một không ngừng chảy về phía trước phải làm sao để sức phá hoại càng mạnh hơn còn không phải chính là muốn đến khi lực lượng đủ mạnh hay nơi gập gần chính là nơi sức phá hoại mạnh nhất. Nếu cả con đường đều bằng phẳng, vậy cho dù dòng lũ khổng lồ bất ngờ bùng phát, ngoài việc lúc đầu có chút cuồng bạo ra, thì lúc sau cũng chỉ đành ngoan ngoãn xuôi theo con đường chảy vào biển lớn, khó có thể tạo được những tổn thất lớn gì với những thứ ven đường. Ngược lại nếu như là dòng nước lũ đang cuồn cuộn dâng trào Đột nhiên gặp phải một vật cản nào, vì vậy liền bày ra tư thế sóng cuốn ngàn dặm tuyết, tiếp theo tuôn trào khắp nơi, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Nước chảy qua dưới cầu, cầu không việc gì, nhưng nếu tạo thành hình giống như một con đập chắn phía trước cầu, cho dù có là một cây cầu lớn đầy kiên cố, cũng không thể ngăn được dòng nước cuồn cuộn đang không ngừng đập vào mạnh mẽ. Chính là đạo lý như vậy cho nên chùy của ngươi bây giờ tuy có thể nói là tiến dần từng bước nhưng quá mức câu nệ chiêu pháp cố cầu sự thuần thục động tác liền mạch đại xảo bất công đại xảo nhược chuyết điểm xuất phát khi sử dụng chùy là biến nặng thành nhẹ nhàng nhưng lúc dùng chùy chưa chắc không thể biến nhẹ nhàng thành nặng thậm chí cầm nặng lại càng nặng hơn những điều này đừng có bộc lộ ra mặt bởi vì câu nệ là đình trệ. Âm dương chuyển đổi cũng đừng quá cố sức, làm theo tâm tình, vận dụng sao cho phù hợp, đó mới là cái giỏi nhất. Mỗi một lời của Hồng Thủy Đại Vu đều giải thích vô cùng rõ ràng cặn kẽ, khiến cho tải tử đa vừa nghe đã lập tức hiểu rõ. Sau khi nghe những lời chỉ điểm này, tải tử đa có cảm giác như bừng tỉnh. Những lời này còn tốt hơn gấp mấy lần với việc hằng đóng cửa tu luyện truy pháp mấy năm. Mấy năm này được chính là tổng thời gian được đổi từ thời gian bên ngoài với thời gian bên trong diệt không tháp. Nói cách khác, nếu để tả tiểu đa tự lĩnh ngộ ra được những chỉ điểm này của Hồng Thủy Đại Vu, thì ít nhất cũng phải tốn mấy trăm cái mười năm. Đây là biểu hiện trực quan nhất của việc người già trong nhà sẽ truyền lại những hiểu biết và cảm giác của mình cho các thế hệ sau sau đó tả tiểu đa không ngừng phát huy tiếp tục tìm ra những sai sót chỉ một bộ truy pháp này nhưng tả tiểu đa cũng phải đánh đi đánh lại mười mấy lần sau đó cơ thể mới nhẹ nhàng lui xuống trong mắt hắn không những lộ ra vẻ vô cùng hài lòng mà còn có chút vui mừng trầm giọng nói được rồi bộ tiếp theo lúc này tả tiểu đa cảm thấy mình thu hoạch rất lớn nói chung chỉ khi gặp phải một nhân vật võ học uyên bác như này mới có thể vừa nhẹ nhàng đấu trị pháp vừa có thể tìm thấy những thiếu sót của bản thân từ những chỗ nhỏ nhặt nhất những thu hoạch những chỉ điểm trong trận chiến này đủ để tả tiểu đa được lợi cả đời qua trận đánh này nhiều thói hư tật xấu lúc chiến đấu không để ý đến thậm chí không phát hiện ra được chỉ ra đồng thời nghiêm khắc giám sát sửa chữa ngay cả tả trường lộ cũng không thể làm được điều này bởi sở trường của tả trường lộ là đao chứ không phải là chùy Mấu chốt phát lực hoàn toàn khác nhau. Cho dù tả trường lộ có am hiểu những biến hóa bên trong thiên hồn mộng yểm chùy của hồng thủy đại vu cũng không thể nào bằng được những quan sát tinh tế, nhìn thấu tất cả, hiểu biết tường tận của người tạo ra chiêu thức. So với tả tiểu đa, Hồng Thủy Đại Vu phát hiện bản thân mình cũng thu hoạch được không ít từ trận chiến này thu hoạch còn nhiều hơn hắn bế quan tu luyện mấy ngàn năm. Trong trận đối chiến này, hắn đã lấy tả tiểu đa làm gương, nhờ vào đó mà phản chiếu ra được một số khuyết điểm nhỏ lúc bản thân dùng chùy pháp lực. Qua quá trình phân tích, bóc tách cẩn thận, bỗng nhiên hắn phát hiện, trong nhiều năm hắn đắm chìm trong việc luyện chùy pháp, cũng có một số thói quen nhỏ của bản thân và nhiều khuyết điểm nhỏ không thể nói là sai sót, mà chính là thói quen tự nhiên. Thậm chí hắn còn nhận ra tại sao trong những trận chiến trước đây cứ ngỡ mình đã dồn tả trường trường vào con đường chết dùng đối phương có thể có những hành động không ngờ tới có thể thoát khỏi một đòn chí mạng thì ra thì ra là do trong sát chiêu của hắn có sơ hở với những đối thủ quen thuộc cùng đẳng cấp với hắn sơ hở như vậy không chỉ giúp cho đối phương toàn mạng rút lui mà còn có thể lợi dụng sơ hở này để phản kích lại hắn cũng may tu vi của tên nhãi trường trường kia vẫn luôn thấp hơn ta một bậc, luôn có sự kiên nể trong lòng, chưa dám hành động tùy tiện lỗ mãn. Nếu không, danh xưng thiên hạ vô địch, thiên hạ đệ nhất đã bị đổi chủ từ lâu. Hôm nay nhờ trận chiến này mà tìm ra tất cả những sơ hở của mình. Sau khi trở về, nhất định phải sửa hết tất cả. Hoặc nhờ những thay đổi này chứng minh cho người nào đó biết, danh xưng thiên hạ vô địch là thuộc về ai. Thiên hạ đệ nhất không dễ dàng thay đổi như vậy. Mà những thu hoạch này đã giúp trình độ hiểu biết và vận dụng thiên hồn mộng yểm trùy của tả tiểu đa đạt đến đỉnh cao. Nếu như không phải vậy, thì chắc chắn hồng thủy đại vu cũng sẽ không có cảm giác lấy đá núi khác về mài giao ta. Nói bế quan trăm năm cũng không hoa, dù sao họ cũng là những cường giả, tùy tiện bế quan cũng đã trăm tám mươi năm nếu nói lợi ích của trận chiến này còn hơn việc bế quan ngàn năm cũng xem là khách sáo lắm rồi bởi vì những thiếu sót của bản thân là thứ khó mà có thể tự mình nhìn ra khi trận chiến giữa hai người tiếp tục uy thế xuất chùy của tả tiểu đa ngày càng mạnh ngày càng có tính răng đe chùy 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 thiên hồn chùy đến khi thiên hồn mộng yểm chùy Hồng Thủy Đại Vu từ từ nâng tu vi mình lên cảnh giới phi thiên trung dài. Trình độ sắp đạt cao dài, lúc này mới có thể ngăn nổi. Nhưng khi thiên hồn mộng yểm trùy rơi xuống phát ra những tiếng la hét thê lương như quỷ khóc thần gào. Hồng Thủy Đại Vu chỉ mới tiếp được ba chiêu, đột nhiên nhẹ nhàng lùi về sau bất ngờ trừng to mắt nói. Đường trùy này của người, tại sao hướng phát lực lại lạ kỳ như vậy, làm sao người nghĩ ra? một vòng đông mới đột nhiên bị dừng khiến cho tả tiểu đa tỉnh lại từ trong cảnh giới giác ngộ nghĩ một lúc đột nhiên có cảm giác được khai sáng mỗi lần hắn sử dụng thiên hồn mộng yểm chùy đều huy động toàn lực của cơ thể dốc toàn đòn mà lúc này lực âm dương do tiểu bạch a và tiểu tử điều khiển trong lúc không tự chủ lặp lại đường thủy hỏa của thiên hồn chùy và đường chuyển động của âm dương chùy nó giống như sự hợp lực của thủy hỏa âm dương, bốn cực cùng hướng. Một búa như con sóng khổng lồ đang dâng lên, ánh sáng chói chang chiếu rọi khắp mọi nơi. Một chùy như lửa của phần thiên, mưa dầm không ngớt. Một chùy như con đường dương quang sáng lạn. Một chùy thì âm u như chốn địa phủ. Một cách tự nhiên xuất hiện sự khác biệt với con đường chuyển động vốn có của thiên hồn mộng yểm chùy. Mặc dù những cách vận dụng chiêu thức vẫn giống như động tác trong thiên hồn mộng yểm chùy nhưng uy lực thực chất bên trong đã không giống trước. Một chùy nặng như núi có thể đập nát một người thành bùn nhão. Một chùy khác lại nhẹ nhàng nhưng khiến người khác khó chịu, muốn nôn ra máu. Hơn nữa, chùy có thể dữ dội như lửa, lành như băng. Chùy nhẹ như nước chảy, như lửa cháy nóng bỏng. Ánh mắt của tiền bối thật là tin tượng. Vừa nãy là chùy pháp mà ta mới vừa giác ngộ ra kết hợp với những chiêu thức trước đó bởi vì ta cảm thấy hai người kết hợp lại sẽ có lợi cho nên một loại truy pháp khác là có một luồng uy lực khác ngoài thủy hỏa cộng tế sao đúng là không có gì có thể qua được mắt của tiền bối đúng là có một năng lượng khác âm dương cùng tồn tại đó là âm dương truy pháp âm dương cùng tồn tại song song âm dương truy pháp Hồng Thủy Đại Vu câu mày trầm tư. Không phải hắn bị sức chiến đấu mà Tả Tiểu Đa thể hiện ra dọa sợ. Trên thực tế, kỹ thuật sử dụng này của Tả Tiểu Đa có thể nói là khá cẩu thả. Nói hắn tay mơ cũng là quá đề cao hắn rồi. Với thực lực của hắn bây giờ, sử dụng bộ truy pháp như vậy khi đối diện với đối thủ mạnh, cùng lắm cũng chỉ có thể làm cho đối thủ bất ngờ, tăng khả năng sống sót mà thôi. Nếu bàn về lực sát thương, sức phá hoại, sức chiến đấu, còn kém xa với sử dụng thiên hồn mộng yểm trùy bình thường. Tứ cực song song, chẳng qua mới được sáng tạo ra, không thể đạt tới trình độ dễ dàng điều khiển theo ý mình. Đương nhiên, cũng không thể sánh với sự thuần thục của thiên hồn mộng yểm trùy đã trải qua nhiều lần gọt vũ rèn luyện. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu là ai? Bất kể là tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm hay tài năng đều cao hơn người khác mấy chục cấp. Hắn nhạy bén phát hiện được Mặc dù bộ trì pháp này chỉ vừa mới được nghĩ ra, nhưng quyết định cao thâm, vượt lên cả sự phối hợp giữa thủy và hỏa do ta sáng tạo ra. Đây tuyệt đối là không tầm thường. Nếu bản thân có thể lĩnh hội thấu đáo, uy lực của thiên hồn mộng yểm truy chắc chắn phải tăng lên gấp đôi, mấy lần, thậm chí rất nhiều lần. Đây chắc chắn là ý tưởng của thiên tài, một ý tưởng tuyệt vời chưa từng thấy. Tiếp tục đi hồng thủy đại vu dặn dò hay là người biểu diễn kỹ lại phương thức vừa rồi cho ta xem thử một chút được à sau nửa tiếng đồng hồ trong nửa tiếng này hồng thủy đại vu không nói một lời cũng không đưa ra lời chỉ bảo chỉ chuyên tâm không ngừng đối chiến với tả tiểu đa thậm chí càng về sau càng tăng thêm sức cuối cùng tu vi đã được nâng lên đỉnh phi thiên dùng một đôi tay không hoàn toàn áp chế cựu cựu miêu miêu chùy của tả tiểu đa đã đánh tới lúc này cũng không còn im lặng không tiếng động mà là bùng nổ âm thanh quyết chiến ầm ầm tiếng động càng ngày càng lớn càng ngày càng long trời lỡ đất hồng thủy đại vu muốn xem thử uy lực sau khi thay đổi của thiên hồn mộng yểm chùy xem uy lực có thể đạt đến trình độ nào thay đổi thủ pháp hóa giải đòn công kích khi trước cũng không tiếp tục áp chế những ảnh hưởng với môi trường xung quanh bởi vì hắn muốn quan sát, xác định những thay đổi khác nhau mà các sức mạnh này đang bắn ra. Nhưng cũng dẫn đến tuyết lở liên tục ở khu vực xung quanh. Từng ngọn núi, từng ngọn núi không ngừng sụp đổ. Cái gọi là đất rung núi lở cũng không hơn được những thứ này. Ba người tải trường lộ lao đi vùng vụt. Đi chậm rãi, không nhanh cũng không chậm. Đã biết được người mang con trai đi là Hồng Thủy Đại Vua, thì càng không có gì phải lo dù sao con trai của ta chẳng phải cũng là con nuôi của hắn sao có lẽ hồng thủy đại vu dám giết bất kỳ người nào trên đời này thậm chí giết cả hai vợ chồng hắn cũng không phải là chuyện lạ kỳ gì nhưng mà lão già này vẫn không dám giết con trai nuôi của mình hắn vẫn là không có nở ra tay ngược lại dọc đường ngô vũ đình không ngừng bở trách lệ trường thiên Toàn bộ hành trình, Lệ Trường Thiên đều ủ rũ cục lấy đầu. Bị quay quanh bởi bầu không khí xấu hổ, không còn chút mặt mũi nào. Càng về sau, lời của Ngô Vũ Đình càng không khách khí. Cha à, không phải là con gái nói cha. Nhưng cha nói thử xem người đã bao nhiêu tuổi rồi. Sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Nếu là do đám người nam chính càng, Du Đông Thiên làm ra những chuyện như thế này, ta còn có thể nói mấy câu còn con nít sao sao không hiểu chuyện như vậy nào ngờ việc này là do chính cha làm ra thật quá mất mặt cha nói thử xem cha đã làm ra chuyện gì người muốn rèn luyện bọn trẻ ta có thể hiểu được không những hiểu mà ta còn hết lòng ủng hộ nhưng người không thể nói trước với ta một tiếng sao chúng ta không có ở đó ư chúng ta không có đó là lý do sao cha có thể nói cho vân trung hổ nói cho du tinh thần thậm chí nói với sư đoàn trưởng của tiểu đa ở cao võ cho dù chỉ nói với bạn cùng phòng của nó thôi ta cũng không nói gì nhiều người chỉ ôm lấy rồi lập tức biến mất không có tung tích người nói thử xem hành động này có khác gì với bọn cướp bóc hay là không sau khi người mang thằng bé đi chỉ trơ mắt nhìn tình hình phát triển tới mức không thể khống chế được khi vô độc đại vu xuất hiện, sao người không nghĩ đến việc gọi một cuộc điện thoại về? Vô minh dùng nhiễu tín hiệu là cái cớ sao? Không biết dùng kinh thần đại pháp ư? Chỉ cần người dùng một chút thì chúng ta không cảm ứng được ư? Người ngốc rồi sao? Sợ hãi, người sợ cái gì chứ? Rõ ràng người biết tình hình đã không cách nào thu xếp được, thậm chí đã đến mức người không mất kiểm soát. Người còn suy nghĩ việc của bản thân, rốt cuộc Người đang sợ bọn ta đánh ngươi hay là như thế nào? Người vẫn luôn là lão nhân gia hay là chỉ đang suy nghĩ đến thể diện của mình? Người nói xem nếu vì thể diện của mình mà đẩy cháu trai mình vào chỗ chết thì cha làm sao bây giờ? Người phải làm sao bây giờ? Tại sao cha càng già là càng không đứng đắn như vậy? Cha có lương tâm chút nào được không? Người nói thử xem đầu óc của người có thể sáng suốt hơn không? Trước tiên cha nói cho ta nghe, những năm này cha đã làm ra những việc gì rồi. Ngô Vũ Đình không ngừng trách mắng, càng nói càng cảm thấy tức giận. Tả trường lộ phía trước nghe đều có chút không nhịn nổi. Tốt xấu gì, đó cũng là cha ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ chẳng khác gì tam nương dạy con. Thôi được rồi, được rồi, đừng có nói nữa, lão dị cũng là có lòng tốt. Tả trường lộ câu mày khuyên giải, và lại chẳng phải thằng bé cũng không có chuyện gì sao trong lòng lệ Trường Thiên càng ngày càng bị u mê cặp vợ chồng này điên rồi sao ta đã nói với các người con trai của các người là bị Hồng Thủy Đại Vu mang đi đây là chuyện lớn nhất trên đời này rồi mà các người lại coi như không có chuyện gì bế quan mấy tháng kết quả bế quan tới hư luôn đầu óc rồi sao Ngô Vũ Đình đứng bên kia hoàn toàn bùng nổ còn người nữa đó đến lượt ngươi đứng ra làm người tốt sao? Lão nhị, ai là lão nhị của ngươi? Đây là cha ta, cũng là cha vợ ngươi. Có ai xưng hô như ngươi không? Mau gọi cha đi. Vẻ mặt tả trường lộ tỏ ra bất đắc dĩ, chỉ đành quay đầu kêu lệ trường thiên một tiếng cha. Lệ trường thiên nghe thì sợ hết hồn, chạy nhanh như con khỉ, xua xua tay, vẻ mặt trắng bệch. Đừng đừng đừng, lão đại, tao không dám nhận, Ta thật ta, ta thật sự không có dám nhận đâu. Không dám nhận. Sắc mặt của Ngô Vũ Đình ngày càng đen hơn, trực tiếp đen thành đáy nồi. Người không dám nhận cái gì? Rốt cuộc là người không dám nhận cái gì chứ? Đây là con rể của người, con gái người là vợ hắn, con rể của người đó, con rể của người đó, gọi người một tiếng cha thì người có mất gì đâu mà không dám nhận. Nói đi, có phải người muốn cùng ta chấm dứt quan hệ cha con hay không? làm sao có thể chứ đó là điều không thể nào xảy ra không thể nào đâu dù ngươi có ở đâu làm gì thì ngươi vẫn là con gái ta là đứa con gái yêu dấu của ta ngô vũ đình nắm lấy tóc mình dường như nàng đã muốn sụp đổ đến nơi rốt cuộc là người muốn làm gì trên đời này nào có nhà nào mà lại giống nhà ta không chứ ôi ta đau đầu phát điên mất ta thật sự là phát điên mất thôi thật là sầu chết đi được nàng vô cùng tức giận mà nói Chẳng lẽ sau này Tiểu Đa và Tiểu Niệm gặp ngươi Đều phải gọi ngươi một tiếng là chú hai Vậy thì không được Lệ Trường Thiên tỏ ra rằng Hắn rất kiên quyết trong vấn đề xưng hô trên dưới Hai đứa nó nhất định phải gọi ta một tiếng ông ngoại Chúng nó là con ngươi Làm sao có thể gọi ta là chú hai Bây giờ người đã biết không thể gọi là chú hai rồi Vậy người còn có gì mà không dám nhận hả Ta 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 Về sau ta sẽ quen dần với việc này. người đã làm quen với việc này cũng mấy chục ngàn năm rồi. còn muốn làm quen thế nào đây? đừng vội, chậm chậm thôi. tính cách của ta có chút vấn đề nhỏ, nên cần phải có chút thời gian để sửa đổi chứ. trời ơi! mặt Ngô Phủ Đình vặn vẹo, nàng nắm lấy tóc, kìm nén cơn tức giận. hồi lâu sau, nàng mới nói ra được một câu. người nói người người đều đã lớn tuổi như vậy rồi người làm sao có thể không có triển vọng như vậy chứ lệ trường thiên vô cùng ngượng ngụng ta không có triển vọng sao hắn ngẩng đầu nhìn tả trường lộ một chút chỉ thấy tả trường lộ đang quay mặt nhìn qua nơi khác trong lòng không nhìn được có chút giật mình bao nhiêu phận uất không biết từ đâu tràn về ta không có triển vọng lẽ nào ta chấp nhận không có triển vọng như vậy sao từ nhỏ ta đã bị gia hỏa này không đánh thì cũng bị đấm cho bầm dập. Đợi đến lúc hai người các ngươi kết hôn thì hắn đã đánh ta phải hơn mấy chục ngàn lần rồi. Thói quen này cũng từ việc hắn đánh ta mấy chục ngàn lần mà tạo thành. Gã con gái đi là có thể thay đổi việc này trong một sớm một chiều được sao? Ta cũng không có cách nào khác. Ta cũng thật sự bất đắc dĩ mới như vậy có được không hả? Ta cũng muốn cười hiếp mắt rồi vỗ vai hắn nói còn rễ nha ha, còn rễ người đi rót cho ta cốc nước đi nhưng mà ta không dám làm vậy sợ hắn đã trở thành một loại bản năng của ta rồi ngô vũ đình bụng mặt làm sao ta có thể sống trong một cái nhà như này sao số ta lại khổ như vậy cười chứ lệ trường thiên hắn giọng một cái ngượng ngùng nói người đừng có mà nói nhảm gia đình của chúng ta chắc chắn là đang nằm trên tầng cao nhất thành công rực rỡ nhất của thế giới này một nhà có đến ba thiên tài tuyệt thế như này thì ai có thể khinh thường gia đình chúng ta? Tính cả hổ tử và vân đoá cũng là năm người. Tương lai lại có thêm tiểu đa cùng tiểu niệm chính là bảy người. Gia đình này của chúng ta thế nào? Sao số người lại khổ rồi? Ngô Vũ Đình trợn mắt, chỉ thấy lệ trường thiên vùng trộm nhìn tả trường lộ một chút, rồi nói. Nếu như, nếu như trong tương lai, lão đại tương lai lấy vợ hai nữa à, tính ra chính là tám người rồi nha lấy vợ hai gương mặt xinh đẹp của ngô vũ đình hoàn toàn méo mó ném hết tất cả mọi thứ ra sau đầu không thèm để ý đến tôn ti trật tự bắt lấy lỗ tai của hắn sách lên Hùng ác nói người có biết người đang nói gì không người có biết là người đang nói cái gì không hả vợ hai này này thì vợ hai câu nói này hoàn toàn đã chạm đến điểm chí mạng của ngô vũ đình Lệ Trường Thiên cong lưng nghiêng đầu nói, con gái đau đau đâu Hắn bị con gái mình nổi giận kéo lỗ tai bay cả dọc đường. Ngô Vũ Đình bay thẳng đến bên cạnh tá trường lộ rồi hỏi. Vừa rồi cha ta nói người muốn lấy vợ hai. Tả trường lộ giật nảy mình. Làm gì có chuyện ấy? Chắc chắn người đã từng muốn vậy, nếu không làm sao cha ta có thể nói như vậy được. Trên đời này hắn mới là người hiểu rõ người nhất. Ta không có mà, nàng đừng nói luận tung, ta thật sự chưa từng nghĩ đến ngươi còn nói là không bao nhiêu năm nay người ta không tìm ai còn không phải là đang một lòng chờ đợi ngươi sao đột nhiên lỗ tai của lệ trường thiên bị con gái giữ lấy không còn cảm thấy đau đớn trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác thậm chí giờ phút này hắn còn có chút mừng thầm <laughs> này thì ngươi già không biết xấu hổ còn dám thông đồng với con gái ta tả trường lộ người sao có thể khống chế được tính tình này của con gái ta bây giờ thì sao nào nhìn cái dáng vẻ chật vật chịu mắng này của người đi thật sự khiến cho tâm trạng ta vô cùng thoải mái lệ trường thiên bị kéo lỗ tai bay thẳng lúc này hơi nghiêng đầu trong lòng vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy rất cực kỳ khoái chí đúng lúc này đột nhiên tả trường lộ dừng bắt hắn nhìn về một hướng rồi nói ở bên kia bên kia Ngô Vũ Đình dựa theo phương hướng đó phóng ra thần thức. Nhưng nói cho cùng, thực lực tu vi nàng và tả trường lộ cũng có chút chênh lệch, nên tạm thời không phát hiện ra gì. Tất nhiên là nàng tin tưởng cảm giác của chồng mình, vậy nên cũng không chần chừ mà tiếp tục tiến đến chỗ mà chồng chỉ, rồi liên tục phóng ra thần thức, nâng cao cảm ứng. Cứ như vậy mà đi ra hơn 500 dặm. Rốt cuộc, nàng cũng có thể mơ hồ cảm ứng một âm thanh yếu ớt ở một vị trí cách xa nơi này chỉ là khoảng cách quá xa nên nếu không cẩn thận nghe ngóng thì chắc chắn là không thể nào nghe ngô vũ đình phấn chấn nói tìm được rồi lệ trường thiên không nhịn được nhìn thoáng qua con gái và con rể mình mặc dù hai người bế quan và xuất quan đều cùng một ngày nhưng dường như thực lực của con gái vẫn còn kém xa con rể này của hắn nha nhưng tại sao đến giờ ta còn chưa cảm nhận được gì chứ không lẽ ta đã từ người đứng thứ tư tụt lùi xuống thành người đứng thứ năm của đại lục này việc này à con gái có thể vượt lên đánh bại mình đây là việc đáng để vui mừng mà phải mở việc nâng chén chúc mừng mới đúng không thể ghen tị không được ghen tị bởi vì đã quyết định được phương hướng chuẩn xác nên tốc độ di chuyển của ba người cũng nhanh hơn trước đương nhiên dẫn đầu nhóm người là tả trường lộ hắn dẫn theo hai người còn lại rất nhanh bay đến một mảnh đất hoang sơ nơi ngập tràn băng tuyết mà họ càng bước gần đến khu vực này thì tiếng vang kia lại càng thêm rõ ràng càng ngày càng trở nên kịch liệt qua một khoảng thời gian thì những chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng hơn trên mặt đất chúng ta đã tìm thấy tung tích của con rồi không nên nóng vội tả trường lộ quay đầu cho hai người đằng sau một ánh mắt thân thể dẫn đầu nhoáng một cái đã là ẩn vào hư không, biến mất không một dấu vết. Ngô Vũ Đình cùng Lệ Trường Thiên cũng học theo hắn, tiến vào trạng thái ẩn thân. Thần trọng đi thẳng về phía trước, rốt cuộc cũng tiếp cận được cái hang động ẩn khuất trong khu vực bốn bề toàn là núi cao và băng tuyết động quanh năm. Sau đó, ba người lập tức trợn tròn mắt, nhìn khung cảnh ngay trước mắt. Mặc dù Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút nói không nên lời. Nhưng Lệ Trường Thiên lại cảm thấy những gì bây giờ hắn nhìn thấy đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn, có thể làm cho tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Cho dù hắn đã ẩn thân vào hư không, nhưng vẫn cảm giác hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, cảm giác như thật sự sắp rớt ra tới nơi. Chị thấy ở dưới sân có hai bóng dáng đang điên cuồng chiến đấu, lấy mạnh địch mạnh, lấy cứng chọi cứng. Mà một trong số đó có một người đang mạnh mẽ vung hai thanh đại chùy lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lay động gió tuyết ngập trời, mang theo khi thế hủy diệt trời đất. Không phải cháu ngoại yêu dấu tả tiểu đa của hắn thì còn có thể là ai vào đây. Mà người còn lại thì nguy nga sừng sững như núi mà đứng nguyên tại chỗ, gặp chiêu phá chiêu, phá tan mọi công kích tấn công đến hắn. Mặc cho người điên cuồng tấn công ta vẫn đứng bất động ở đó. Đó không phải là đệ nhất thiên hạ, đệ nhất vu minh, hồng thủy đại vu sao thế công kích của tả tiểu đa thay đổi liên tục lúc thì mãnh liệt như cuồng phong khi thì mạnh mẽ như liền hỏa khi thì cuồng nộ như sóng biển cứ như núi lửa đang phun trào sóng lớn ngập trời như là bừng sáng giữa trời cũng là bách quỷ dạ hành tóm lại chính là bất chấp nhào đến vô cùng điên cuồng sau đó lần lượt bị đánh lui đánh lui từng bước một nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì lệ trường thiên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái hay bất ngờ gì cho lắm Đúng hơn vốn dĩ sẽ là một việc không đáng để nhắc tới. Hồng thủy đại vua kia là ai? Là người được cả thế giới công nhận là vô địch, là thiên hạ đệ nhất. Chẳng qua bây giờ tình khốn kiếp này đang có chút vui vẻ, nên mới chơi bài mèo vần chuột như vậy thôi. Với tu vi mỏng manh yếu ớt này của tả tiểu đa, chỉ cần là người đạt đến cấp bậc thiên vương là đã có thể biến hắn thành đồ chơi luôn rồi. Có cái gì đáng để ngạc nhiên cơ chứ? Nhưng mà nghe thấy lời nói của Hồng Thủy Đại Vu, Lệ Trường Thiên lập tức không thể bình tĩnh được. Chuyện pháp này của người càng đánh càng tinh tế hơn rồi. Bên trong còn có khí tướng riêng. Việc này thật sự có chút khả quan. Nhiều người chẳng qua mới nắm được những phần căn bản cần có của sức mạnh âm dương. Còn có nhiều vấn đề cần tìm hiểu thêm. Liên quan đến sự huyền ảo ở trong chiêu thức đó và nhất là cách hỗ trợ cộng sinh giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như gặp phải cao thủ, tất nhiên người có thể dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Nhưng chỉ cần đợi tới lúc thời gian dằn co lâu hơn chút, đối phương cũng sẽ dễ dàng tìm thấy sơ hở của người. Chỉ cần đối phương chuẩn xác nắm bắt được đúng lúc người chuyển đổi trùy pháp âm dương này mà đánh vào, thì người sẽ không có cách nào ngăn cản thậm chí vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Giống như vậy. Vào thời điểm tả tiểu đa tung ra công kích thêm một lần nữa thì đột nhiên thân thể của hồng thủy đại vu khẽ động như lướt gió bay đến và lúc nguy cấp lập tức đưa ra hai tay Buông đánh vào trước ngực tả tiểu đa mà lúc này đây chính vào lúc tả tiểu đa chuyển đổi giữa âm và dương vào thời khắc vi diệu này hai thanh chùy to lớn đang luân chuyển giao hòa có thể nói là gần như không có kẻ hở nhưng gần như không có kẻ hở cũng không phải thật sự không có kẻ hở chỉ cần rơi vào mắt của một người có nhãn lực cao minh điểm sơ hở này thôi cũng đủ để thay đổi toàn bộ thế cục song trưởng của hồng thủy đại vu trước khi chạm vào ngực của tả tử đa đã lập tức thu hồi đã hiểu chưa một khi kẻ thù tiến đến đánh vào điểm này thì ngươi sẽ rơi vào thế hiểm cho nên vào lúc chưa thể nắm chắc được nó thì tạm thời đừng dùng phương pháp này để chiến đấu ngươi bình thường chỉ nên dùng trùy pháp kia thôi mà chiến pháp này còn cần phải đưa ra phán đoán một cách nhanh chóng ngay cả khi ngươi đang ở trong một trận chiến kịch liệt hãy cố gắng đừng dùng đến nó quá nhiều có thể dùng đến đánh bất ngờ rồi chiến thắng nhưng không thể dùng nó ra chiến đấu lâu dài để khắc chế quân địch còn có một điều nữa hiện giờ sức mạnh âm dương mà ngươi đang sử dụng quá mức hời hợt chẳng qua chỉ có được vẻ bề ngoài ngươi phải chú ý sức mạnh âm dương chân chính không phải đến từ tay ngươi cũng không phải phát ra từ trong đan điền mà đến từ trong lòng ngươi và ý chí của ngươi sau đó hoàn thành chuyển đổi. Đây mới là ý nghĩa thật sự của sức mạnh âm dương. Nhưng mà với tu vi hiện nay của người vẫn chưa thể đạt được đến sự chuyển đổi hoàn chỉnh giữa âm và dương mà không để lộ ra dấu vết chuyển đổi. Đó mới là việc nên làm. Người vẫn cần tiến thêm một bước nữa đạt đến phi thiên cảnh là có thể sử dụng nó một cách linh hoạt. Mà sau khi người tấn thăng đến thực lực phi thiên, người sẽ thật sự hiểu được âm dương là gì. Hoặc cũng có thể nói rằng người sẽ biết được người là thứ gì, quỷ lại là thứ gì. Chỉ có tới khi đó người mới có thể thật sự hiểu được sự mê hoặc bên trong. Người phải nhớ kỹ, vào lúc thực lực của người chưa đủ mạnh thì cái được gọi là kỹ xảo ấy cũng chẳng là gì hết. Dù mấy cái kỹ xảo và pháp môn có cao siêu đến nhường nào đi chăng nữa, cái gì mà Liệt Dương Thần Công, cái gì mà mấy tầng Thiên Thần Công, cái gì mà sức mạnh âm dương cái gì mà thủy hỏa đồng nguyên. Thì đến cuối cùng, nó cũng chẳng làm nên trò trống gì nếu sức mạnh của bản thân người chưa đạt đến đỉnh cao. Một đồng cũng không đáng. Dạy học Vậy mà Hồng Thủy Đại Vu lại đang dạy học, mà lại còn có thể dạy một cách tỉ mỉ. Lệ Trường Thiên lập tức cảm giác thế giới quan của bản thân hắn hoàn toàn sụp đổ. Trong nháy mắt, ý thức của cả người hắn đều đang hỗn loạn trong gió. Chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu lại thản nhiên nói Có thể người nghe được rất nhiều người nói Đến một trạng thái nhất định Kỵ xảo đã không còn là điều quan trọng nữa Thứ còn lại chỉ là thực lực Lực lượng của ai mạnh mẽ Thì người ấy mới được coi Là đứng trên đỉnh cao có phải không Tả Tiểu Đa gật đầu Những lời này hoàn toàn chính xác Cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe người khác nói Về những điều này Bây giờ ta nói cho người biết Lời nói của mấy người đó đều là vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn. Kết thúc tập 261 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.